lấy cái tay ra. Anh lấy thì đúng hơn, tôi thấy trước mà. Tầm bậy, tôi thấy trước. Tay tôi chụp được nó rồi phải không? Tôi xác nhận là tay ông chụp nó, nhưng con mắt tôi thấy trước, nó phải là của tôi. Bậy nữa. Sao? Tôi chụp được là của tôi chứ. Bậy đi. Tuy ông chụp được nhưng ông chưa lấy được nó. Nhìn đi, nó phải là của tôi. Tôi thấy nó trước không? Sao? Ông ở xa làm sao thấy được? Lúc nãy tôi nhìn quanh đâu có thấy ông đâu. Ông ngồi đâu? Ngồi ở gốc cây chứ đâu. Gốc cây nào? Gốc đó đó. Đằng kia chứ không phải đây. Đó. Ngồi xa tí tè đằng kia mà thấy chiếc nhẫn được. Nói chuyện thức cười quá. Đừng có nói với tôi là ông Thiên Lý Nhãn nha. Đúng vậy, tôi không phải là Thiên Lý Nhãn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó. Gì? Sao? Tôi có ông dòm. Dòm? Nói vậy ông là thám tử hả? Hình như vậy đó. Ông đang theo dõi ai hả? Những người qua đường chứ ai. Để làm gì? Coi ai có đánh rơi thứ gì thì mình nhặt kiếm cơm sống qua nhà. Trời đất ơi, vậy mà nói là thám tử đang thất nghiệp phải không cha? Bậy, nói là nói bậy không à. Đây cũng là một cái nghề chuyên nghiệp đó nha. Nghề này tôi làm trên 10 năm rồi. Trời đất ơi trời, lần đầu tiên tôi mới biết cái nghề mà nhặt của rơi đó. Không lẽ ngày nào cũng có người đánh rơi hết hay sao? Đúng vậy, chứng minh là đã có một người đánh rơi chiếc nhẫn vàng y này mà tôi với ông cùng nhìn thấy. Giờ ông muốn sao đây? Muốn sao à? Tôi với ông cùng nhìn thấy thì sao? Để cho sòng phẳng thì sao? Chia đôi. Chia đôi thì sao? Không lẽ ông muốn nuốt hết mình ông hả? Thôi vậy cũng được. Sao? Không biết chiếc nhẫn này mấy chỉ ta? Để coi, tệ lắm cũng 2 chỉ à. Ủa sao không biết? Kinh nghiệm nhà nghề mà. 1 chỉ mỏng hơn 2 chỉ. 1 cục dính chùm gì sao chia? Thì để tôi tính cho. Bây giờ này ha, ở đây không có tiệm vàng nào hết. Thôi thì ông cứ giữ chiếc nhẫn 2 chỉ này đi. Ông anh đưa tôi để coi. Đưa cái đồng hồ của ông anh cho tôi đi. Tôi không có đeo đồng hồ. Mà cha hỏi chi vậy cha? Cái ý tôi là cũng như là anh đưa cái đồng hồ của anh cho tôi, rồi lấy cái khoảng 2 chỉ này vậy đó, đúng không? Rồi giờ không có đồng hồ phải không? Đưa cái sợi chuyền cho tôi đi. Không có cha ơi, trời cái người tôi chịu lũi à. Trời ơi sao tệ vậy? Mà cha làm gì á? Làm gì kệ tôi. Làm gì đấy, nhổ làm gì á? Mò chút đi, có tiền không? Hỏi chi vậy? Thì tôi ít trăm đổi lấy 2 chỉ vàng. Cái nào lời hơn, được không? Ít trăm phải không? Có 400 được không? Tôi còn có 400 à, tôi hết tiền luôn hả? Không có giỡn với tôi nha. Không có giỡn nha. Tôi nói 400 ngàn chứ đâu phải 400 đồng. 400 ngàn lấy đâu ra cha? Trời ơi, ăn mặc bảnh tỏn gì mà không có một sợi dây chuyền, rồi không có cái đồng hồ đeo coi giờ nữa. Rồi tiền cũng không có luôn hả? Tệ, quá tệ. Thấy tôi không? Thấy không? Lè phè, thấy lè phè dưới trên cổ nè, dòm nè, đó, thấy không? Tay nè, đó, thấy không? Cái gì cũng có hết, thấy chưa? Thấy không? Trời ơi, giàu có vậy mà còn đi nhặt của rơi làm gì trời? Bậy, nhờ nhặt của rơi mới được như ngày hôm nay. Thôi, giờ tính về cho tiền nha. Sao? Ông anh thì cứ giữ 2 chỉ vàng này. Ừ. Còn tôi á, tôi lấy cái đồng hồ của ông anh à. Bậy, không được. Không đổi. Không đủ cũng không được mà. Không đổi, không được. Tôi không đổi còn sao? Tôi cho ông 2 chỉ đó luôn á. Tôi không cần chia cái gì hết. Nha. Trả đồng hồ lại tôi. Không. Đưa đây. Không trả. Trả chưa? Không trả, còn lâu mới trả. Không còn lâu mới trả phải không? Vậy là đoạn cướp. Mày nói ai cướp giật đồ vậy? Mày nói lại tao nghe coi. Mày đồ ăn cướp giật đồ. Bớ người ta. Ăn cướp. Ăn cướp rồi. Ăn cướp rồi. Ăn cướp. Trời ơi, cướp đồ tôi. Không còn đánh tôi. Bớ người ta. Giết người cướp của. Đồng hồ này của mày hả? Chứ của ai? Của tao. Của tao đeo nãy mà đó. Đồng hồ này là của vợ tao mua cho tao. Nè, mày nhìn kỹ mặt tao đi. Đó. Mày có nhớ cách đây 1 tuần
trên đoạn đường này tao và mày mới gặp nhau. Lấy cái tay ra. Chiếc nhẫn này của tôi thấy trước. Chiếc nhẫn này của tôi cũng thấy trước. Thôi nghe, đừng có ngang tàng. Chiếc nhẫn này là tôi giặt được à? Trả ra đây. Không, nếu muốn lấy lại không phải chuyện dễ. Ông với tôi chia hai. Cái gì kỳ vậy? Tôi giặt được mà. Biết vậy, nhưng mà tôi nhìn thấy trước. Thấy trước sao ông giặt đi? Để tôi giặt rồi ông tới giật. Ông đứng ở đâu mà ông thấy được? Đứng ở đâu? Góc bên đường kia được không? Đứng góc bên đường kia mà thấy được hả? Tại tôi có gì ông dòm thấy từ xa được, nhưng vì sợ chạy ra tới không kịp bị người ta phỏng tay trên. Nếu ông đồng ý chia thì tôi đưa, bằng không tôi lấy luôn. Người đâu mà ngang ngược hả? Không ngang đâu. Thôi được rồi, chia. Nhưng mà chia bằng cách nào đấy? Để coi chiếc nhẫn này. Chiếc này cũng cần 2 chỉ à. Vậy tính về đó. Rồi ông đưa cái đồng hồ của ông cho tôi. Cái đồng hồ lấy 2 chỉ vàng này ông đi luôn đi. Đồng hồ của tôi không đưa ông gì? Đồng hồ này thì đâu có bao nhiêu tiền mà tiếc. Dễ lắm 300-400 ngàn chứ nhiêu. Còn 2 chỉ vàng ông tính đi, 1 triệu bạc chứ ít sao. Cái nào lời hơn? Có đưa không? Đưa không? Đưa đây. Đưa đây. Từ làm cái gì vậy? Thôi mà không biết cách gỡ, tôi gỡ cho. Thấy không? Nhìn kỹ đi. Quá lời. Nhẫn tới 1 triệu. Cái đồng hồ này á, không nhiêu tiền hết á. Bán cái chiếc nhẫn mua 3-4 cái đồng hồ cũng được nữa. Ở đâu mà giằng co với tôi, đúng không? Tôi còn đi làm ăn nữa nha. Ê lấy đồng hồ của tôi, đưa chiếc nhẫn vàng của tôi chứ. Sorry. Đây, của ông nè, trả lại cho ông đó. Tôi đi nha. Bữa nay hên quá. Trời ơi, tôi bị gạt rồi nè trời. Thế là ta đã bị gạt. Mày giảng tao. Buda, anh Buda làm gì? Anh làm gì? Anh xâm phạm thân thể tôi. Buông ra. Tại vì mày mà tao thê thảm mấy bữa nay sống lang thang đầu đường hết. Buông. Tại vì mày là vợ tao, với tao gây lộn suốt cả từng ngày. Tao cố đi tìm mày để hỏi tội. Quả là trời cao của bác. Buông. Bây giờ bắt gặp mày, tao sẽ giao mày cho chính quyền xử lý. Đi đây. Anh. Dạ vâng, thương tình tha cho em. Em lỡ có lần đầu thôi. Lần đầu cái gì? Mày nói mày làm nghề này đến 10 năm rồi mà. Em nói xạo đó. Anh tha cho em đi, em hứa không tái phạm lần sau. Đừng hứa với tao nữa. Em hứa. Anh hứa chánh quyền kìa. Không được. Đi. Không hứa được. Đi. Đi có mình tôi à. Cảm ơn các bạn. Rất hân hạnh được các bạn đến tham gia với chương trình vàng rồng của chúng tôi. Dù cho mới khai trương nhưng các bạn đến ủng hộ rất đông như thế này, tôi rất vui mừng, không biết nói gì hơn. Đại diện gia đình xin cảm ơn các bạn. Và tôi sẽ mong các bạn giới thiệu cái chương trình này cho nó rộng rãi, đi càng ngày chương trình càng phong phú hơn. Xin cảm ơn các bạn.
chương trình bắt đầu. Cá không ăn muối, cá ương. Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Đó là câu trả lời sớm nhất của thí sinh mở máy số 16. Mời thí sinh máy số 16. Than 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 than. Chào thí sinh. Ủa dạ. Sao đông quá vậy? Một người một thôi, một người dạ. Thi thôi. Dạ dạ à, gia đình em trợ giúp cho em. À gia đình trợ giúp. Dạ. À, 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 à rất hân hạnh gặp anh chị. Và dạ, mời anh chị đến phòng riêng ngồi chờ đợi. Khi nào có quyền trợ giúp, anh chị sẽ trợ giúp cho em của anh. Dạ, dạ mời anh chị. Dạ. Vui quá ha. Dạ. À, anh ở đâu lên đây ạ? Dạ thưa anh, quê em ở Cà Mau. À, từ Cà Mau mà lặn lội lên đây tham gia chương trình. Rất cảm động, chúc anh thành công. Dạ, anh khởi điểm rất cao. Chúng ta bắt đầu cuộc thi. Anh có nắm thể lệ cuộc thi chưa? À, thưa anh, chương trình rồng vàng em có nắm. Nhưng mà chương trình vàng rồng này còn mới quá. Anh nói lại giùm em. Bên vàng rồng đặc biệt hơn bên rồng vàng. Dạ. Bên rồng vàng anh có 3 quyền trợ giúp. Bên vàng rồng anh được 6 quyền trợ giúp. 3 quyền đổi câu hỏi, 2 quyền người thân trợ giúp, 1 quyền trả lời 2 lần. Dạ. Anh có tự tin không? Dạ tự tin chứ. Bao nhiêu phần trăm? 120% à. Oh, quá tự tin. Chúc anh chiến thắng. Chúng ta bắt đầu cuộc thi. Dạ. Thi sớm đi, để anh còn về Cà Mau nữa. Dạ. Cuộc thi mời. Dạ. Gì vậy anh? Ngồi. Trời. Này ngồi sao? Giờ không biết sao. Ghế này kêu bạn ghế gì vậy anh? Ghế không khí. Nhúng đi, mát lắm. Trời ơi. Ở dưới quê em đâu có ghế này. Lên đây có. Thi xong chắc đi cái kiểu này về quê luôn quá. Tùy gia đình anh. Chuẩn bị. Cuộc thi. Thôi đứng đi, tôi quại quá. Anh chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn bị ạ. Phòng máy. Chuẩn bị. Câu hỏi số 1. Bắt đầu. Than 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 than. Sao anh làm nhạc bằng miệng vậy anh? Đĩa hư rồi. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Con tàu Titanic chìm vào năm nào? 1. 1912, 2. 1913, 3. 1914 và 4. 1915. Than 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 than. Cho em đổi câu hỏi ạ. Hả? Trời, sao đổi sớm vậy? Dạ. Tự tin quá mà. 120% chưa hết đổi hả? Dạ, đổi. Được, anh muốn đổi, tôi sẽ đổi cho anh. Nhưng trước tiên đổi câu hỏi, tôi sẽ nói cho anh biết là con tàu Titanic chìm vào năm 1912 sau khi khởi hành từ Pakistan đi Afghanistan. Đụng cây nước đá chìm. Sao anh rành quá vậy? Bữa đó tôi có mua vé mà tôi bỏ. Câu hỏi được thay đổi nội dung như sau. Rồng 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 rồng. Gì vậy anh? Đổi câu hỏi. Rồng 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 rồng. Câu hỏi được thay đổi có nội dung như sau. Trong các loài thú sau đây, con nào biết ăn cơm? 1. Sư tử. 2. Hà mã. 4. Tê giác. 5. Lạc đà. Than 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 than. Đổi một cái nữa anh. Hả trời, sao đổi hoài vậy? Đi thi không tự tin gì hết trơn á. Anh đổi hoài. Dạ. Anh đổi 2 lần rồi nha. Dạ. Rồi. Anh đổi rồi đổi. Dạ. Rất may mắn cho anh là anh đổi câu hỏi. Ủa? Sao em may mắn anh? Vì trong 4 con không có con nào ăn cơm hết. Trời, anh đố làm chi vậy? Kệ tôi mang túi chức. Đố đố, quyền trả lời hay không là quyền anh. Dạ. Đổi không? Rồi. Câu hỏi được thay đổi có nội dung như sau. Ngày giỗ tổ cải lương nhằm ngày mấy? 1. 12 tháng 8. 2. 13 tháng 8. 3. 14 tháng 8. 4. 15 tháng 8. Than 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 than.
cho anh nhờ người thân trợ giúp. Được, anh có quyền nhờ người thân trợ giúp. Cho tôi gặp người thân của anh. Em nhờ anh Bãi em trợ giúp. Anh Bãi anh? Dạ. Phò Mai, làm ơn cho gặp anh Bãi trợ giúp cho người thân. Alo, alo, anh Bãi ơi, anh Bãi, có nghe không? Nghe. Em anh có nhờ anh trợ giúp câu này. Anh có thể trợ giúp cho em anh câu này chứ? Được. Anh có 30 giây thôi nha. Anh đọc câu hỏi cho anh Bãi anh nghe. Dạ. Thưa anh Bãi, anh Bãi cho em biết ngày giỗ tổ cải lương vào ngày mấy? 1. 12 tháng 8 2. 13 tháng 8 4. 14 tháng 8 và 5. Là 15 tháng 8. 12 tháng 8 đó bồi. Chắc không anh Bãi? Chắc. Cảm ơn anh rất nhiều. 12 tháng 8. Anh có bằng lòng với câu trả lời của anh vừa rồi không? Dĩ nhiên anh, tôi trả lời cho tôi mới bằng lòng. Nếu bằng lòng anh đi thế nào? 12 tháng 8 là câu trả lời cuối cùng của tôi. Chúc mừng anh, câu trả lời cuối cùng cũng là câu chính xác. Yeah. Anh được 1.000 điểm. Dạ. Và câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau: ngày quốc tế phụ nữ nhằm ngày mấy? 1. 3 tháng 9 2. 9 tháng 3 3. 3 tháng 8 4. 8 tháng 3. Than. Em nhờ chị Bãi em tu. Rồi, nhờ người thân luôn. Phòng máy cho gặp chị Bãi của anh Bo. Alo, chị Bãi ơi. Phòng máy, coi chị Bãi có đi đâu không. Alo, phòng máy, có chị Bãi chưa? Dạ có. Chị có 30 giây trợ giúp cho Tấn Bo với câu hỏi có nội dung như sau. Dạ, chị Bãi ơi, chị Bãi cho em biết ngày quốc tế phụ nữ vào ngày mấy? 1. 3 tháng 9 2. 9 tháng 3 3. 3 tháng 8 và 4. Là 8 tháng 3. Câu số 4 á, 8 tháng 3. Chắc không chị Bãi? Chắc. Cảm ơn chị Bãi. Câu số 4. Anh không làm cái câu chị Bãi anh vừa trả lời không? Dĩ nhiên chị Bãi tôi trả lời cho tôi mới bằng lòng. Chúc mừng anh, câu trả lời cuối cùng cũng là câu chính xác. Yeah. Hay quá, giỏi quá, thông minh quá, nhờ người thân không à? Dạ. Đi thêm trả lời câu nào? Nhờ người thân trợ giúp mà còn ve rồi ve rồi nữa. Giải lao. Dạ. Căng thẳng quá, tôi thấy anh căng thẳng quá. Đi thêm trả lời câu nào hết. Bây giờ giải lao cũng như là 5-10 phút gì đi cho mình bớt căng thẳng ha. Tôi muốn hỏi anh, trong về giải lao, ngoài nghề nghiệp của anh, anh còn cái sở thích gì khác không? Anh có thích thể thao hay là anh có thích giật đồ không? Gì anh? Có thích uống cà phê không? Em ở dưới quê em mê ca tài tử cải lương. Ồ, mê cải lương, mê văn nghệ. Mê văn nghệ. Quá tuyệt vời. Bây giờ anh có thể phục vụ cho quý vị khán giả ở đây một bài hát gửi đến cho quý vị khán giả thưởng thức được không? Em ca cổ được không? Quá hay. Sau đây em xin gửi đến cho anh và quý vị khán giả có mặt hôm nay với hai câu giọng cổ nói về cuộc đời của em. Nói về cuộc đời của anh? Dạ. Bài gì? Tình anh bắn chiếu. Kính thưa, dưới quê bắn chiếu hả? Dạ không có, bắn giọng. Tại sao cả bắn chiếu? Tại bài giọng không có, em lấy bài chiếu em thế vô. Cũng hay. Và xin quý vị khán giả cho tràn giữa tay với hai câu giọng cổ tình anh bắn chiếu. Ghe chiếu Cà Mau còn cắm sào trên bờ kính ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Hết giờ giải lao. Ủa? Sao kỳ vậy anh? Tôi bằng tôi chức mà cũng hết à? Còn mà anh? Không, thí sinh còn đông lắm. Bữa nào rảnh á, tôi với anh đến chỗ nào vắng, anh ca hết hai câu tôi nghe. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc chơi ha. Tôi báo cho anh biết số điểm của anh hiện nay là 2.000 điểm. Nhờ hai người thân trợ giúp. Riêng anh chưa có điểm nào. Đó. Bây giờ nếu anh trả lời câu hỏi tiếp theo mà anh trả lời đúng, anh sẽ được 1.000 điểm nữa. Và ban tổ chức sẽ tặng riêng anh một cây vàng. Vậy à? Ai có tự tin không? Tự tin chứ. Câu hỏi số 5 bắt đầu. Than. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau: thời ăn lông ở lỗ, người tiền sử ăn thức ăn gì để sống? 1. Khoai lang 2. Khoai mì 3. Bắp 4. Hủ tiếu Nam Giang. Than. Cho em đổi tiếp đi anh. Đổi nữa hả? Dạ. Đi thi sao anh không trả lời câu nào hết trơn á? Anh hết quyền đổi câu hỏi nha. Dạ biết. Rồi, đổi. Và câu hỏi được thay đổi có nội dung như sau. Mà khoan, trước khi thay đổi câu hỏi này, anh làm ơn cho em biết người tiền sử ăn cái gì sống đã.
Ngươi tiền sử ăn cái gì kệ người ta đi. Hỏi gì hả? Hỏi làm gì? Em muốn hỏi anh. Hỏi gì? Hỏi cho biết anh. Làm sao tôi biết? Sao anh không biết? Tôi đâu có sống ở thời tiền sử đâu, tôi biết ăn gì. Nhưng anh là ban tổ chức thì tôi anh. Ban tổ chức là tôi. Nhưng con nào tôi biết thì tôi nói, con nào không biết đừng ép tôi. Nhưng mà cái này chơi không? Chơi đừng hỏi. Nghĩa là sao? Nghĩa là câu sau mới biết, câu này không biết. Trời ơi, nhưng mà anh ơi, đảm đi chơi đi, câu sau giải nghĩa cho. Thôi mà câu sau giải nghĩa cho, chứ câu này không biết. Thôi nè, đang chơi không có nghĩ nha. Nói trước là đang chơi không có nghĩ nha. Sao em bị câu ép? Câu sau giải nghĩa, câu sau nghĩa, câu sau nói cho. Đổi câu hỏi đi, đổi câu dễ cho. Rồi. Và câu hỏi được thay đổi của nội dung như sau: mặt trăng của nước nào? Than mây chết mây chưa. Than một Ấn Độ, hai Trung Quốc, ba Ai Cập, bốn Việt Nam. Anh, tôi xin trả lời hai lần. Được, anh có quyền trả lời hai lần. Mời anh. Ấn Độ. Sai. Than mày chết mày. Trung Quốc. Quá tự tin. Anh có chắc Trung Quốc không? Dạ chắc chứ. Nếu chắc Trung Quốc thì anh phải nói như thế nào? Trung Quốc là câu trả lời cuối cùng của tôi. Chúc mừng anh, câu trả lời cuối cùng cũng là câu. Yeah. Trung Quốc. Dạ. Than mày chết mày chưa. Tôi trật luôn hả anh? Anh đã bị trừ 1.000 điểm, hai câu vừa rồi anh đã sai. Anh làm ơn cho biết mặt trăng ở nước nào? Mặt trăng của Việt Nam. Sao anh biết nguồn gốc mặt trăng là ở Việt Nam? Chủ nhân của mặt trăng này người ở Quy Nhơn, đó là nhà thơ Hàn Mặc Tử. Sao anh biết mặt trăng của nhà thơ Hàn Mặc Tử? Tôi nghe ông hát tôi mới biết của ông. Ông hát thì sao? Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Của ổng mới bán, của người khác làm sao không dám bán. Yeah. Nhưng vì sao chương trình cảm ơn anh. Anh đến đây chơi với tôi là tôi vui lắm dịch rồi. Mới khai trương mà có mình anh đến chơi với tôi thôi. Vậy dạ à? Bây giờ xin đại diện chương trình gửi anh số điểm tương đương với số tiền còn lại. Dạ đây là số tiền của em. Em nhờ anh chuyển số tiền này đến cho hội bảo trợ trẻ em nghèo khuyết tật giùm em. Anh gửi số tiền này đến hội bảo trợ trẻ em nghèo khuyết tật. Dạ. Tấm lòng rất từ thiện. Câu nói cuối cùng cũng là câu chính xác. Xin đại diện chương trình tặng anh cây vàng. Dạ. Cây vàng đâu? Vậy chứ cái gì? Miếng cây. Màu gì? Màu vàng. Cây vàng. Là than. Đây là quà tặng của ban tổ chức. Hẹn lần sau anh tự tin và anh có số điểm cao hơn. Xin đại diện chương trình cảm ơn anh và gia đình đến tham gia với chương trình vàng đầu. Và xin cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ chương trình. Hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn.